Phan Sơn Tùng MTP đi xem phim thôi mà chơi lớn, quá, mời cả Nicky Monster làm host, lấp đầy rạp bằng biển lightstick và đang ủ mưu điều gì đấy. Buổi công chiếu Sky Tour Movie tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 6 chắc chắn là kỷ niệm đáng nhớ với hàng nghìn khán giả hâm mộ nam ca sĩ Sơn Tùng MTP. Không chỉ là một sự kiện công chiếu thông thường, mà đích thân Sơn Tùng MTP đã tới hai phòng chiếu phim, ở hai suất chiếu khác nhau một cách đầy bất ngờ, không hề báo trước khiến cho fan như vỡ òa vì niềm vui quá lớn. Anh đã trò chuyện với người hâm mộ như những người bạn, đầy chân tình và ấm áp trước giờ phim của mình được chiếu trên màn ảnh rộng. Sơn Tùng cúi gập người cảm ơn người hâm mộ. Người hâm mộ phấn khích cầm các lightstick và banner đặc trưng của FC. Sơn Tùng giản dị và khiêm tốn nhưng không kém phần chất trong trang phục ngày hôm nay. Anh đã bày tỏ sự tri ân và yêu thương người hâm mộ hết mình. Chưa dừng lại ở đó, cộng đồng người hâm mộ Sơn Tùng MTP tại thành phố Hồ Chí Minh đã quyết tâm chơi lớn, tổ chức hẳn một sự kiện rầm rộ ngay tại rạp chiếu phim nơi Sơn Tùng ghé đến đầu tiên. Mà có vẻ như chính Sơn Tùng cũng không hề biết đến sự chuẩn bị này của Sky nên không ở lại giao lưu thêm, chỉ ghé qua đúng 5 phút rồi sang ngay địa điểm khác. Cộng đồng Sky ở thành phố Hồ Chí Minh chứng tỏ khả năng chịu chi của mình khi chơi lớn, mời hẳn anh chàng Nicky của nhóm nhạc Monster để làm host cho buổi offline kết hợp xem phim của họ. Và có vẻ như fan dòm của Sơn Tùng đang ủ mưu làm một điều gì đó đặc biệt cho nam ca sĩ nên đi xem phim thôi mà, cũng chuẩn bị rất nhiều hoạt động khác nhau. Cả khán phòng tràn ngập trong biển lightstick màu xanh huyền diệu, các tấm banner thể hiện tình yêu đến với Sơn Tùng MTP. Hàng trăm Sky đã cùng hòa giọng và hát theo loạt bản hit của Sơn Tùng, càng làm cho bầu không khí thêm phần ấm cúng. Bầu không khí bùng nổ của người hâm mộ tại rạp chiếu phim trước khi sự kiện offline diễn ra. Hàng trăm người hâm mộ đã lấp kín rạp chiếu phim. Tất cả đều cầm trên tay poster và cả búp bê Sơn Tùng nữa. Có những bạn đến từ rất xa để có thể kịp suất chiếu mở màn Sky Tour Movie. Mang cả loạt ký tự lớn để xếp thành các thông điệp ý nghĩa. Fan cùng hòa ca chắc ai đó sẽ về, trước khi xem phim. Anh chàng Nicky của Monster cũng quẩy, hết mình cùng với fan của Sơn Tùng trước giờ phim chiếu. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.